Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể sáng ngày 1 tháng 11. Trong chương trình hôm nay, khách mời tại trường quay ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ chia sẻ về công tác đại biểu Quốc hội trong các kỳ họp. Cùng với sự tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, các lễ hội giới thiệu văn hóa Nhật Bản được tổ chức nhiều hơn ở Việt Nam, ghi nhận không khí lễ hội Nhật Bản tại Hà Nội trong chiều 1 tháng 11. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 1 tháng 11, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể với sự tham gia của 495 đại biểu đại diện cho hơn 390.000 đảng viên. Tại đại hội, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đã đạt được của Hà Nội. Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Hà Nội trong nhiệm kỳ mới cần nêu cao hơn nữa tinh thần sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, xây dựng Hà Nội xứng đáng với vai trò vị thế thủ đô. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày Chủ nhật, Quốc hội không họp. Nhiều người quan tâm đại biểu Quốc hội, đại biểu của nhân dân làm gì trong ngày nghỉ này. Tất nhiên là họ cũng được nghỉ, nhưng trên thực tế không phải ai cũng nghỉ. Đại biểu kiêm nhiệm thì tranh thủ giải quyết việc tồn đọng trong tuần. Đại biểu chuyên trách thì lo nội dung cho tuần tới, rồi tranh thủ gặp gỡ các đoàn với nhau. Vì đại biểu Quốc hội dù được bầu ở đâu thì cũng là đại biểu của nhân dân cả nước. Họ cần biết nhân dân các vùng khác có tâm tư, tình cảm gì. Chúng tôi đã mời tới trường quay thời sự ngày hôm nay ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông cũng nguyên là chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và là người đã có 20 năm giữ cương vị là đại biểu Quốc hội. Ngày hôm nay ông Vũ Mão sẽ cùng chia sẻ thêm với chúng ta về công tác đại biểu Quốc hội ạ. Xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình. Vâng, xin cảm ơn. Thưa ông Vũ Mão, ông đã có 20 năm làm đại biểu Quốc hội. Vậy thì như cái thời kỳ mà ông còn giữ cương vị là đại biểu Quốc hội, bên cạnh những công việc cá nhân thì trong những ngày nghỉ cuối tuần như thế này, các vị đại biểu thường Quốc hội thường làm những công việc như thế nào ạ? Trong thời kỳ của tôi làm việc đấy, cũng như là theo dõi đến bây giờ đó, thì tôi cũng rút ra một vài cái thực tiễn là như thế này. Một tuần thì chúng ta có 7 ngày, 5 ngày làm việc chính thức, còn 2 ngày được nghỉ. Nhưng mà với các đại biểu Quốc hội đó, thường thường ngày thứ 7 đó, trong một tuần thì, trong một tháng thì có 4 đến có khi là 5 ngày thứ 7. Thì đa số là cũng làm việc từ 2 đến 3 ngày, tức là cũng có ngày nghỉ. Thế còn ngày Chủ nhật thì được nghỉ hoàn toàn. Thì trong cái thời gian những ngày nghỉ như vậy đó, thì có rất nhiều những cái hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội. Đương nhiên là ngày nghỉ thì người ta phải được thư giãn. Cho nên là họ có thể là có một cái giấc ngủ buổi sáng đầy đặn hơn, buổi tối thức khuya hơn để theo dõi những chương trình trên các đài truyền hình. Và đặc biệt là những người ham mê bóng đá thì có thể thức gần suốt đêm đấy để theo dõi các trận bóng đá như là bóng đá quốc tế. Đó là cái nguồn cảm hứng rất là vui vẻ, làm cho người ta thoải mái. Thế rồi cũng có những đại biểu tranh thủ những cái ngày nghỉ đó là về thăm quê hương, thăm bà con. Rồi cũng có đại biểu thì đi chơi thể thao, vì đấy là cái ham thích và đồng thời tăng cường sức khỏe. Thế còn thực ra đó, trong những cái ngày nghỉ như vậy đó, thì có rất nhiều đại biểu Quốc hội người ta vẫn làm việc. Cụ thể là thế này, thí dụ như là một cái ủy ban, người ta phải đang là theo dõi để có một cái báo cáo về một cái dự án luật, hoặc là người ta thẩm tra một cái dự án luật hoặc một cái dự án nào đó. Thì người ta phải họp tập thể ủy ban đó và tranh thủ trong cái ngày thứ bảy chủ nhật người ta họp để có một cái báo cáo thẩm tra chuẩn xác để tuần sau người ta báo cáo trước hội. Thế hoặc là cũng có những cuộc đi thăm viếng lẫn nhau, đoàn này đi thăm viếng đoàn kia, nhất là các đoàn phía Nam đó. Thì trong ngày nghỉ đó thì không về Nam được, tranh thủ đi thăm các địa phương, mà nhất là các địa phương trước đây là đã kết nghĩa với nhau đó thì đến thăm, và bây giờ nó thành cái truyền thống mà mở rộng ra, tức là người ta đi thăm. Tức là nói một cái vui là tức là dưới cái dạng là du lịch tích cực, du lịch làm việc.
đến đây thăm nhưng thực tiễn là lại tìm hiểu cái tình hình địa phương đó để thêm những tư liệu, thêm những con số để chuẩn bị cho cái phát biểu của mình khi thảo luận ở hội trường. Thế và những cái thăm hỏi đó tôi cho là rất là tốt, nhất là những cái tình nghĩa với nhau. Trước đây là trong thời kỳ kháng chiến đó, thì chúng ta có kết nghĩa là các tỉnh miền Bắc, các tỉnh miền Nam, bây giờ họ có cơ hội thăm lại nhau, giao lưu tình cảm, tình cũ nghĩa xưa, tôi cho là rất là tốt. Như bản thân tôi chẳng hạn là trong những cái năm mà tôi là đại biểu quốc hội đó, thì tôi là đại biểu quốc hội của tỉnh Nam Định, thì chúng tôi cũng có cái giao lưu với các tỉnh phía Nam, những tỉnh kết nghĩa hoặc là những tỉnh mà mình thấy có nhiều cái điều hay, mình học giao lưu với đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, với đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh Bạc Liêu, của tỉnh Cà Mau vân vân. Thì những cái chuyện đó chúng tôi cho là rất là bổ ích, rất là tốt. Vâng. Như vậy là qua những chia sẻ của ông và qua những cái thực tiễn trong công tác của ông thì có thể thấy rằng là tuy là ngày nghỉ đấy nhưng mà các vị đại biểu quốc hội của chúng ta vẫn còn rất là nhiều công việc phải làm. Và trong cơ cấu đại biểu quốc hội thì phân ra là đại biểu chuyên trách và đại biểu kiêm nhiệm. Vậy theo ông là giữa đại biểu chuyên trách và đại biểu kiêm nhiệm thì họ có những cái khó khăn thuận lợi gì trong công tác đại biểu ạ? Thực ra mà nói đó, hơn 30 năm trước đây, tức là cái giai đoạn trước khi đổi mới đấy, thì đa số là đại biểu kiêm nhiệm, đại biểu chuyên trách ít lắm, không đáng kể. Nhưng mà dần dần với một cái tinh thần đổi mới, quốc hội phải làm việc thực sự hơn và tránh những cái gì hình thức đó, thì số đại biểu chuyên trách ở quốc hội dần dần tăng lên. Có thể là lúc đầu độ khoảng 10-15 đại biểu, rồi đến vài ba chục đại biểu, đến nay tức là cũng là hơn 100 đại biểu. Thì cái con số đó nó cũng nói lên rằng là cái làm việc của quốc hội nó chuyên nghiệp hơn, nó tích cực hơn, và đồng thời tức là người ta cũng đi sâu vào cái chất lượng, cái nội dung của công việc. Thì rõ ràng là từ khi mà chúng ta có đại biểu quốc hội chuyên trách đó, mà số lượng tăng dần lên đó, thì cái hiệu quả làm việc của hội, chất lượng làm việc đại biểu hội nó có tăng cường hơn. Và rõ ràng là đại biểu hội cũng làm chuyên trách đó, thì người ta cũng học hỏi được nhiều, trưởng thành được nhiều. Và đến nay tôi rất là vui mừng thấy là cái điều kiện, tạo điều kiện cho đại biểu hội chuyên trách đó khá hơn. Họ có kinh phí hoạt động, họ có phương tiện đi lại, họ có công nghệ thông tin, có các thiết bị để phục vụ cho hoạt động họ, cho nên là những cái điều kiện đảm bảo dần dần nó cũng có khá hơn. Thế còn đồng thời chúng ta lại có một cái loại đại biểu đông hơn là đại biểu kiêm nhiệm. Đa số họ là những người không phải là làm chuyên trách ở quốc hội, thứ ở địa phương thì, chẳng hạn thì họ là giáo viên, là bác sĩ, và thậm chí là họ là giữ cương vị của lãnh đạo tỉnh, bí thư hoặc là chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban, hoặc là trên trung ương này chẳng hạn thì như là thủ tướng, rồi các bộ trưởng thì cũng là đại biểu kiêm nhiệm thôi, rồi các ông chí lãnh đạo bên đảng cũng là kiêm nhiệm thôi. Thì công việc của họ sẽ nhiều hơn đúng không ạ? Công việc của họ ở những cái lĩnh vực đó và cái nhiệm vụ chính trị của họ cái đó nó nhiều hơn rất nhiều so với cái công việc mà họ phải làm đại biểu quốc hội. Nhưng mà rõ ràng rằng họ cũng phải dành tới 1/3 thời gian làm việc cho quốc hội, thì để nói rằng là cái khối lượng công việc của quốc hội làm việc rất lớn, và các đại biểu dù là chuyên trách hoặc là kiêm nhiệm họ cũng có trách nhiệm cao hơn đối với cái cử tri của mình, đối với nhân dân của nước chúng ta. Vâng, vậy thì khi mà phân ra đại biểu chuyên trách và đại biểu kiêm nhiệm thì nó sẽ có cái tác động như thế nào đến cái công việc chung của các đại biểu tại quốc hội ạ? Thực ra mà nói thì đại biểu chuyên nghiệp, đại biểu làm chuyên trách đó, thì họ phải làm việc nhiều hơn và họ đóng cái vai trò chủ lực. Thí dụ như là ủy ban thường vụ quốc hội là chuyên trách, rồi các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các ủy ban là chuyên trách, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng dân tộc là chuyên trách. Và con số đại biểu quốc hội chuyên trách họ phải làm chuyên nghiệp, làm suốt quanh năm ngày tháng, và như tôi nói đó thì như vậy là kể cả trong ngày nghỉ có khi họ cũng phải làm việc thêm để chuẩn bị báo cáo thẩm tra. Như vậy tôi có thể hiểu rằng là khi mà chúng ta phân ra đại biểu chuyên trách và đại biểu kiêm nhiệm thì đó cũng là cách mà để làm cho các hoạt động của quốc hội chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn. Đúng để rồi. Có thể thực hiện được những cái ý đúng, nguyện đúng. Của nhân dân cả nước. Đúng thế. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã đến tham dự chương trình. Và chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng vừa ký nghị định 108 quy định chi tiết một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi với nhiều nội dung quan trọng như là thay đổi cách xác định giá tính thuế. Ví dụ như với mặt hàng ô tô nhập khẩu dưới 24 chỗ ngồi, giá làm căn cứ tính thuế là giá bán ra của nhà nhập khẩu nhưng không được thấp hơn 105% giá vốn xe nhập khẩu. Nếu thấp hơn mức này thì giá tính thuế sẽ do cơ quan thuế ấn định. Không chỉ thay đổi giá tính thuế, chính phủ cũng đang trình Quốc hội sửa đổi một số luật về thuế, trong đó có việc giảm gấp đôi thuế suất tiêu thụ đặc biệt với ô tô nhập khẩu, dòng xe phân khối nhỏ, phổ thông. Theo tính toán của Bộ Tài chính, đến năm 2019, những dòng xe được giảm mạnh nhất khoản thuế này có thể giảm giá tới 42%. Ngược lại, các dòng xe phân khối lớn tiêu hao nhiều nhiên liệu, giá chưa phù hợp với thu nhập của người dân thì sẽ phải chịu thuế suất tiêu thụ đặc biệt cao.
Các quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Thành phố Hà Nội có khoảng gần 9 triệu người sinh sống, làm việc và khách du lịch. Nhu cầu tiêu thụ thịt bò của thành phố là hơn 90.000 tấn một năm. Nhưng lượng thịt bò sản xuất trong nước thì chỉ đáp ứng được khoảng 10%, lượng còn lại thì phải nhập khẩu từ nơi khác. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, ngành nông nghiệp Hà Nội đã định hướng phát triển ngành hàng bò xẻ thịt. Một trong những giống bò được lựa chọn đó là bò Blanc Blue Belgium, gọi tắt là bò 3B. Đây là giống bò chuyên thịt nổi tiếng của Bỉ. Sau hơn 10 năm nghiên cứu, xác định được những ưu điểm nổi trội của giống bò 3B, đến năm 2012, dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò 3B trên nền bò cái lai xin thành bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được triển khai tại 8 huyện chăn nuôi điểm của thành phố. Ba Vì là một trong những huyện đầu tiên triển khai dự án này. Trải nhận cái bò 3B này về nuôi thì quả thật sự là lúc đầu nó cũng rất nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất về con giống thì nó lại lớn mà nó lại còn non. Đây cái khẩu phần thức ăn nó khác với bò của Việt Nam. Cái thứ hai là nuôi đây lại nuôi nhốt. Thế đâm ra là các cái vì nó nhanh lớn mà. Thì đâm ra các cái chế độ ăn uống lúc đầu bọn anh cũng khó. Gia đình cũng đã chăn nuôi được hơn 2 năm nay. Và với cái con bò 3B này thì phát triển rất là tốt. Điều kiện chăm sóc cũng rất là đơn giản. Nó phàm ăn và nó ăn tạp được hơn so với cái con bò đỏ của Việt Nam mình hiện nay. Trung bình như trọng lượng của mỗi một tháng thì chia bình quân thì nó đạt khoảng độ từ 28 đến 30 kg. Tuy đạt được năng suất cao, nhưng vốn đầu tư cũng không phải là nhỏ. Sau khoảng 4 đến 6 tháng nuôi đã đạt trọng lượng trên 200 kg. Giá trị bê bán ra là khoảng 18 đến 20 triệu đồng một con, cao hơn so với giống bê khác khoảng 8 triệu đồng một con. Tuy nhiên, sau 3 năm dự án được triển khai, người dân cũng đang băn khoăn về đầu ra của sản phẩm. Đa số là chúng tôi phải đi tìm đến các lò mổ để giết mổ. Thu gom thì ở công ty gia súc thì cũng thu gom, nhưng với cái số lượng nhiều thì cũng vẫn chưa phải là nhiều lắm. Công ty giống gia súc Hà Nội, chủ đầu tư dự án, đã có những sự chuẩn bị để chủ động về nguồn tinh bò sau khi dự án kết thúc vào năm 2018. Chúng tôi sẽ nhập để bò đực thuần 3B từ Bỉ về để nuôi tại Việt Nam để sản xuất tinh. Khi đó thì khi mà hết dự án thì chúng ta đã chủ động được cái nguồn tinh sản xuất tại nước và sẽ cung cấp cho bà con. Vốn không phải là địa phương có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng thành phố Hà Nội đã chọn hướng đi đưa khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao. Và những sản phẩm này không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố mà còn đang dần trở thành hình mẫu cho các địa phương có thế mạnh nông nghiệp khác học hỏi. Cái chương trình dự án có hiệu quả nên là huyện thì cũng sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm này cho các đơn vị bạn, người ta có cái nhu cầu mà muốn cái áp dụng cái đàn bò 3B trên địa phương của họ. Xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của người dân, nhận được sự đầu tư, nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật, dự án bò 3B đã và đang tạo được sự lan tỏa đến nhiều địa phương khác. Tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18. Từ sáng ngày 1 tháng 11, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân và xác định được danh tính của hai nạn nhân này là ông Nguyễn Văn Sa, quê ở Khánh Hòa, và ông Nguyễn Văn Quảng, quê ở Ninh Bình. Chiều cùng ngày, việc tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại vẫn tiếp tục được tiến hành. Càng về chiều, công tác tìm kiếm cứu hộ càng gặp nhiều khó khăn vì sóng ngày một lớn. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục mở rộng diện tìm kiếm, rà soát quanh khu vực tàu chìm, bất cứ dấu hiệu nào về hai nạn nhân còn lại. Tàu Hoàng Phúc 18 đang dần chìm sâu xuống đáy biển, trong khi đó không ngoại trừ khả năng hai nạn nhân vẫn còn đang mắc kẹt trong khoang tàu. Cơ quan hàng hải cũng đang tiến hành đưa thiết bị để trục vớt tàu Hoàng Phúc 18. Tàu Hoàng Phúc 18 tải trọng 2.000 tấn bị lật khi đang neo đậu tại cửa sông Xoài Rạp, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 30 tháng 10. Những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Cùng với sự tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, các lễ hội giới thiệu văn hóa Nhật Bản được tổ chức ngày càng nhiều hơn ở Việt Nam. Từ một phương tiện di chuyển thô sơ, đến nay xích lô đã trở thành một trong những nét độc đáo của du lịch thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
Tối ngày 31 tháng 10, một chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc của Nga đã được tổ chức tại Hà Nội. Đặc biệt, tất cả các ca khúc, điệu múa đều được thể hiện bởi các thế hệ giảng viên, sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa Nga Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội trong ngày lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Một điểm nhấn của đêm nghệ thuật là màn trình diễn bộ sưu tập áo dài Hà Nội Kremlin của nhà thiết kế Minh Hạnh. Bằng công nghệ in 3D, hình ảnh các công trình kiến trúc nổi tiếng đặc trưng của nước Nga đã được thể hiện sống động, hài hòa, mang thông điệp về tinh thần giao thoa hòa hợp, về văn hóa, đất nước, con người hai nước Việt-Nga. Đây là một sự kiện thường niên được tổ chức nhằm gắn kết các thế hệ sinh viên và tri ân những người thầy đã có nhiều cống hiến trong quá trình hình thành và phát triển khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian gần đây, cùng với sự tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản, thì các lễ hội giới thiệu văn hóa Nhật Bản cũng được tổ chức nhiều hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên, lễ hội Nhật Bản được tổ chức hàng năm tại trường của người Nhật tại Hà Nội là lễ hội duy nhất do chính người Nhật tổ chức. Và trong phóng sự sau, chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng cảm nhận không khí của lễ hội này của cộng đồng người Nhật vừa được tổ chức trong chiều 1 tháng 11. Những bé gái duyên dáng trong bộ kimono mùa hè, điệu múa yosakoi sôi động, trò chơi giã bánh dày, bánh nướng nhân bạch tuộc takoyaki. Từ những màn biểu diễn nhí nhảnh, dễ thương của các em bé đến các tiết mục của nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp, tất cả đã tạo nên một không gian ngày hội mang đậm màu sắc Nhật Bản và đem đến cho khán giả những giờ phút vui vẻ, đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Mới đến đây thì ấn tượng đầu tiên của mình là thấy rất là không khí rất là nhộn nhịp. Và khi mà đi vào thì mình thấy cách thức tổ chức rất là quy củ, sẽ có thêm nhiều người tham gia, mình tin là như vậy. Vì thực ra bây giờ là cái hoạt động giao lưu giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản rất là nhiều. Đấy, cho nên là mình tin là sẽ không những là có những cái người đi làm với Nhật như mình mà sẽ có rất nhiều bạn trẻ tham gia nữa. Toàn bộ chương trình lễ hội từ các hoạt động vui chơi đến biểu diễn nghệ thuật đều do cộng đồng người Nhật tại Hà Nội tự thực hiện. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay đã thu hút hơn 4.000 khách tham gia, trong đó phần đông là người Nhật hiện đang sống và làm việc ở Việt Nam. Do rất ít lễ hội mà nhiều người Nhật tập trung như thế này, nên chúng tôi đã chờ ngày hôm nay cả một năm rồi. Ở Việt Nam, điều kiện vật chất không được như ở Nhật. Thế nhưng khắc phục những khó khăn đó, chúng tôi được cùng nhau luyện tập, được biểu diễn cho những người Nhật khác xem, nên tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bên cạnh những gian hàng ẩm thực, những gian hàng trò chơi dân gian, giới thiệu không gian văn hóa lễ hội của Nhật Bản, thì vẫn còn một địa chỉ đã rất hấp dẫn người tham quan, đó chính là quầy sách cũ. Tại đây đã có gần 4.000 đầu sách bằng tiếng Nhật ở dưới mọi hình thức được bày bán. Các tình nguyện viên của lễ hội đã dành cả một năm để thu thập những cuốn sách từ các gia đình người Nhật trước khi họ rời khỏi Việt Nam. Để làm được việc đó, những tình nguyện viên này đã dán poster kêu gọi ủng hộ sách tại các tòa nhà có người Nhật sinh sống. Tôi hy vọng những cuốn tạp chí, sách báo, tiểu thuyết này sẽ giúp các bạn hình dung và hiểu hơn về đất nước Nhật Bản. Toàn bộ số tiền thu được qua việc bán sách cũ, chúng tôi sẽ dùng vào các hoạt động từ thiện tại Việt Nam. Trải qua 13 năm tổ chức, lễ hội Nhật Bản tại trường của người Nhật không chỉ trở thành dịp để người Nhật ở Hà Nội gặp gỡ, gắn kết, mà còn là một cơ hội để tăng cường giao lưu giữa cộng đồng người Nhật tại đây với những người Việt Nam yêu thích văn hóa Nhật Bản. Tháng 8 vừa qua, tạp chí Board Panda, một tạp chí online chuyên đề về nghệ thuật sáng tạo kiến trúc, có hơn 30 triệu lượt truy cập mỗi tháng từ các nước châu Âu, châu Mỹ, đã bình chọn xích lô của Việt Nam là một trong những phương tiện di chuyển độc đáo trên thế giới. Có thể nói trải qua nhiều thời kỳ từ một phương tiện di chuyển thô sơ, cho đến nay xích lô đã trở thành một trong những phương tiện du lịch độc đáo của thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Xuất hiện từ năm 1939, xích lô là phương tiện đi lại phổ biến của người dân Hà Thành xưa. Khởi nguồn từ xe người kéo, được các nhân viên người Pháp và quan chức bản địa làm trong chính quyền thuộc địa trước đây sử dụng. Dần dần, chiếc xe đạp được gắn phía sau để trở thành xe xích lô. Trong ký ức của người Hà Nội, xích lô là một hình ảnh quá đỗi thân thuộc. Theo dòng chảy thời cuộc, xích lô từ phương tiện phổ biến của người dân, giờ đây chủ yếu được sử dụng phục vụ du lịch. Giữa khung cảnh náo nhiệt của thủ đô, hình ảnh những chiếc xích lô từ từ thong dong qua những dãy phố cổ của Hà Nội đã tạo nên một nét riêng có của du lịch thủ đô, đặc biệt hấp dẫn du khách quốc tế. Sự trái ngược của nhịp sống phố thị sôi động với sự chậm rãi thong dong trên những chiếc xe xích lô đã tạo nên sự độc đáo của tour du lịch thủ đô khi du khách có thể ngắm từng cm phố cổ.
Tôi rất vui khi lần đầu tiên cùng gia đình trải nghiệm du lịch Xích Lô tại Hà Nội. Chúng tôi được nhìn ngắm phố phường và sinh hoạt của người dân phố cổ, thật sự náo nhiệt. Tôi đã từng nghe bạn bè kể về Xích Lô Việt Nam, nhưng khi đích thân được trải nghiệm, tôi thấy thú vị. Giao thông ở đây quá là đông đúc, điều mà chúng tôi không phải thấy khi ở Pháp. Hiện Hà Nội có 4 công ty với 263 xe xích lô được cấp phép lưu hành trên một số tuyến đường của thủ đô. Không chỉ là một loại hình du lịch thân thiện với môi trường, du lịch xích lô còn đem lại công ăn việc làm cho không ít người lao động. Tôi làm nghề xích lô này đã được 10 năm, nhưng tuy rằng nó vất vả nhưng mà mang lại thu nhập cho gia đình tôi. Tôi mong rằng du khách nước ngoài sẽ cảm nhận được phố cổ Hà Nội trên chiếc xe xích lô. Những hiệp hội xích lô hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và bài bản, không chỉ giúp nâng cao chất lượng phục vụ du khách, mà còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của du lịch Việt Nam với bạn bè thế giới. Sắp tới đây, chúng tôi cũng phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội để cho lái xe xích lô học lại và bồi dưỡng lại cái kiến thức phục vụ khách du lịch, như là cách ứng xử, cách giao tiếp và ngoại ngữ, làm sao để cho những người khách người ta hiểu được người xích lô hơn và đồng thời nữa là hiểu Hà Nội mình hơn. Trong hoài niệm của người Hà Nội xưa, ngoài hình ảnh chuyến tàu điện leng keng ở Bồ Hồ, tiếng rào vang vọng của những người bán hàng rong, thì chính tiếng kẽo kẹt của chiếc xích lô đã trở thành ký ức ẩn sâu khó phai mờ, làm nên một nét văn hóa rất riêng, rất đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ. Chẳng thế mà khách du lịch quốc tế nào đến Hà Nội cũng phải ít nhất một lần thử cảm giác dạo phố với xích lô. Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần qua. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 được tổ chức trong tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao tình hình kinh tế xã hội, tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Thủ tướng xác định vấn đề còn lại của 2 tháng cuối năm là phải phấn đấu đạt hoặc vượt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5% của năm 2015, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo trong những năm tới. Cũng tại phiên họp này, chính phủ đã thông qua chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho 5 năm tới. Tuần qua, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 và các hội nghị liên quan đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung về chương trình nghị sự ASEAN bền vững môi trường và biến đổi khí hậu sau năm 2015, đồng thời thông qua khung tiêu chí giám sát thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước ASEAN. Các bộ trưởng môi trường ASEAN cũng đã nhóm họp với những người đồng cấp từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận về hợp tác trên nhiều lĩnh vực môi trường. Trong tuần, đại diện của 18 quốc gia và đại diện Ban Thư ký ASEAN đã tham dự hội nghị lần thứ 3 nhóm chuyên gia về hành động mìn nhân đạo trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+ tại Thừa Thiên Huế. Với chủ đề ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ trong môi trường nước và biện pháp khắc phục, hội nghị tập trung vào triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm chuyên gia về hành động mìn nhân đạo, tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hành động mìn nhân đạo giữa các nước thành viên, từ đó tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác đa phương về hành động mìn nhân đạo mang tính thực chất, hiệu quả giữa các nước thành viên ADMM trong thời gian tới. Trong số 189 nền kinh tế được xếp hạng, Việt Nam đứng thứ 90, cao hơn 3 bậc so với kết quả năm ngoái. Đây là kết quả vừa được Ngân hàng Thế giới công bố trong báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh toàn cầu Doing Business 2016. Trong 10 tiêu chí đánh giá để xếp hạng, thì những mặt Việt Nam có cải thiện là thành lập doanh nghiệp, tiếp cận điện năng, vay vốn, nộp thuế và xử lý khi mất khả năng thanh toán. Các mặt còn lại đều đứng yên hoặc tụt hạng. Trong giai đoạn 2013-2015, hơn 40 cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý đã được tổ chức tại các tỉnh thành của Việt Nam. Ước tính đã có hơn 300.000 lượt người đến xem và nghiên cứu trực tiếp các tư liệu lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa. Lễ tổng kết của hoạt động này đã diễn ra tại Hà Nội tuần qua. Dự kiến trong thời gian tới, các tư liệu hiện vật có giá trị khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ được triển lãm tại Pháp, Mỹ, Liên bang Nga và Cộng hòa Séc. Đến đây, chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.